Bộ Y tế hoàn thành việc tiêm mũi 3 trong quý I năm 2022. Thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các ca mắc và tử vong do COVID-19. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương sớm hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản và tiêm mũi 3. Sáng ngày 27 tháng 12, Bộ Y tế phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh với chủ đề tăng cường quản lý nhóm nguy cơ bằng hình thức trực tuyến với 63 địa phương. Vaccine phòng COVID-19 là một thành công chưa từng có khi chúng ta có vaccine an toàn và hiệu quả được phát triển trong vòng một năm. Hơn 8,6 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trong vòng một năm. Điều thực sự ấn tượng là Việt Nam đã có thể bảo đảm hơn 160 triệu liều vaccine và cung cấp hơn 140 triệu liều vaccine cho người dân đủ điều kiện trong một thời gian ngắn như vậy. Ông Ki Yong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tại Việt Nam cho biết, theo ông, thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mới và tử vong trong khi chúng ta cố gắng sống chung với COVID-19. Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện được gần 2 năm và sẽ tiếp tục lây truyền trong một thời gian nữa. Mặc dù chúng ta có thể không diệt trừ được virus và khó có thể dự đoán được các kịch bản về đột biến của virus trong tương lai, nhưng giờ đây chúng tôi biết cách cứu sống tính mạng con người và giải quyết các tác động xấu đến kinh tế và xã hội. Chúng ta nên tiếp tục bảo vệ nhóm dân số dễ bị tổn thương, người già và những người mắc bệnh nền, đại diện WHO nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng cho rằng đại dịch COVID-19 đã chỉ ra tầm quan trọng của hệ thống ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với sự bùng phát bệnh truyền nhiễm. Đến ngày 24 tháng 12, cả nước đã tiêm được gần 144 triệu liều vaccine trong tổng số hơn 166 triệu liều đã phân bổ. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 79% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam. Đối với nhóm người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 98% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Từ tháng 11 năm 2021, các tỉnh, thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Với tiến độ tiêm chủng hiện nay, theo Thứ trưởng Sơn, đến hết tháng 12, toàn quốc sẽ đảm bảo bao phủ mũi 1 cho dân số từ 18 tuổi trở lên và cơ bản bao phủ mũi 2, khoảng 90%. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố đã bắt đầu triển khai thực hiện. Vì thế, Thứ trưởng đề nghị các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch. Người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh, đồng thời quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, tổ chức tiêm vét vaccine, thực hiện tiêm lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe, xử trí và điều trị ngay khi phát hiện. Bộ Y tế đề nghị đến ngày 31 tháng 12 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022. Toàn bộ người dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hãy đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, Thứ trưởng Sơn kêu gọi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đồng hành với ngành y tế Việt Nam trong phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và hợp tác nhằm ứng phó với các dịch bệnh. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả công tác ngoại giao vaccine. Nam Phương.